Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang trải qua chuỗi trận không tốt ở V-League và bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi của mình. Quãng nghỉ vừa qua là vô cùng quý giá để thầy trò huấn luyện viên Veliza Popop ổn định lại. Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã có chiến thắng trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm sự hứng khởi cho họ ở chặng đường tới. Tuy nhiên, đối thủ của Thanh Hóa lại là một đội bóng rất khó chịu là Bình Định. Ở mùa giải năm nay, Bình Định đã không ít lần tạo ra những bất ngờ và khẳng định được sức mạnh đáng gờm của họ. Tại vòng đấu gần nhất, đội bóng đất võ hạ gục Nam Định ngay trên sân vận động Thiên Trường. Có thể nói câu lạc bộ Thanh Hóa và Bình Định là hai đội bóng có trường phái bóng đá rõ rệt. Thanh Hóa nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao, còn Bình Định năm nay được định hình theo phong cách chuyển trạng thái rất nhanh với sự cơ động của hai tiền đạo Leo Arthur và Erland. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Thanh Hóa vẫn cần rất cẩn trọng với Bình Định. Ở trận đấu lượt đi, Thanh Hóa đã thắng Bình Định 3-2 trên sân vận động Quy Nhơn. Với cách biệt không lớn về điểm số, hai đội Thanh Hóa với Bình Định hứa hẹn sẽ tạo ra một màn đối đầu căng thẳng tại vòng 16 V-League 2023-2024. Bên cạnh trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định, màn so tài giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Bình Định cũng được đánh giá là một trận cầu đáng chú ý ở vòng đấu thứ 16 của giải V-League diễn ra cuối tuần này. Trên bảng xếp hạng hiện tại, hai bên đang bám rất sát nhau với cách biệt chỉ là 3 điểm, trong khi Bình Định xếp thứ tư với 25 điểm khi đội bóng xứ Thanh xếp ngay nhau với điểm số là 22. Bởi vậy ở trận này, chắc chắn cả hai bên đều đang khát khao giành 3 điểm, để qua đó có thể cải thiện hơn nữa vị trí của mình trong nhóm đua vô địch. Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã để thua 0-2 khi tới làm khách trước Hải Phòng. Theo thống kê, đây cũng là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò ông Popov tại đấu trường V-League, chỉ giành được duy nhất một điểm sau 5 vòng đấu. Đây thực sự là một thành tích thi đấu đáng thất vọng của nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2023 và không còn cách đào khách họ sẽ phải giành 3 điểm ở vòng này, bởi điều đó sẽ giống như một liệu pháp giúp sốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội. Song đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò ông Popop khi mà ở phía bên kia chiến tuyến. Các cầu thủ của Bình Định cũng đã cho thấy họ vẫn là một đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào mà bằng chứng chính là chiến thắng 4-2 ngay trên sân của đội đầu bảng Nam Định. Tính rộng ra, Bình Định cũng đang duy trì thành tích thi đấu bất bại ở cả 4 vòng đấu gần nhất tại V-League. Điều này đã cho thấy, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho các ứng viên ở cuộc đua vô địch với việc đang sở hữu bộ đôi ngoại binh Erlen và Leo Actu đã đóng góp tổng cộng 15 bàn thắng kể từ đầu mùa, Bình Định có lý do để không ngại gặp Thanh Hóa và nếu các vị trí đều đạt phong độ cao thì đội bóng đất võ hoàn toàn có thể tự tin đá đôi công với đội chủ nhà ở màn tranh tài sắp tới.